Hôm nay mình sẽ hướng dẫn mọi người bài nhảy đất nước chọn niềm vui. Bài nhảy này chúng ta sẽ thực hiện 32 bước nhảy và mình chia làm 4 câu nhạc tám. Chúng ta sẽ thực hiện ở 4 tường đi theo chiều ngược chiều kim đồng hồ. Để mọi người dễ có thể hình dung ra bài này thì mình sẽ đi thật nhanh 4 câu này ở 4 tường và sau đó mình sẽ hướng dẫn mọi người thật chậm 4 câu này ở 4 tường. Tường 1. 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 8 Tường 2 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 8 Tường 3 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 8 Tường 4 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 8 Và sau đây mình sẽ hướng dẫn chậm từng bước một. Trước khi vào câu số 1 thì hai tay chúng ta chống không như thế này. Và chân phải chúng ta sẽ kiễng mũi bằng chân. Như vậy. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu câu số 1 này. Ba bước đầu tiên, chúng ta sẽ bước tiến thẳng lên phía trên của mình, bắt đầu từ chân phải. 1 2 3. Ba bước tiếp theo, chúng ta sẽ bước lùi xuống phía dưới và cũng bắt đầu từ chân phải. 4 5 6. Nhịp thứ 7 dậm chân trái tại chỗ. 7 Nhịp thứ 8 kéo chân trái xuống phía dưới. 8 Ở tư thế kiễng mũi bàn chân như thế này. Và bây giờ mình sẽ làm lại câu số 1 thêm một lần nữa này. 1, 2, 3. Rồi 3 bước sau lùi này. 4, 5, 6. 7 dậm tại chỗ. 8 Chân trái ở tư thế kiễng mũi bàn chân. Rồi kết thúc câu số 1. Câu số 2. Hai nhịp đầu tiên chúng ta sẽ bước tiến thẳng lên phía trên, bắt đầu từ chân trái. 2 2. Và hai tay chúng ta sẽ vuông ra khỏi hông và đưa hai tay lên phía trên chéo vào nhau như thế này. Hai nhịp tiếp theo là nhịp 3 4. Chúng ta sẽ kéo hai chân xuống phía dưới, bắt đầu từ chân phải. 3 4. Đồng thời chúng ta sẽ kéo hai tay xuống phía dưới. 4 nhịp tiếp theo chúng ta làm giống như 4 nhịp đầu tiên của câu số 2. 5 6 7 8. Câu này rất là đơn giản, được chưa? Rồi, bây giờ mình làm lại câu này ở tường trước cho mọi người dễ quan sát hai tay. Kết thúc câu số 1 tư thế như thế này. Câu 2 này. Hai bước đầu tiến này. 2 2. Hai bước sau lùi. 3 4. Rồi 4 nhịp tiếp theo làm giống như 4 nhịp đầu tiên. 5 6 7 8. Bây giờ mình sẽ làm lại hai câu 1 và 2 cho các bạn dễ quan sát. Câu 1. 1 2 3 4 5 6 7 8. Câu 2. 2 2 3 4 5 6 7 8. Tư thế này cuối của câu số 2. Chúng ta sẽ tiếp câu số 3. Câu số 3 bắt đầu từ chân trái. Chúng ta sẽ bước chân trái tiến lên phía trên. 3 Nhịp thứ 2 chúng ta sẽ kéo chân phải mình về phía bên phải ngang với chân trái. 2 Nhịp tiếp theo chúng ta sẽ
kéo chân phải mình lên phía trước của chân trái. 3. Nhịp thứ 4, kéo chân trái sang phía bên trái ngang với chân phải. 4. Nhịp thứ 5, 6, 7, 8, chúng ta sẽ bước lùi xuống phía dưới, bắt đầu từ chân trái. 5, 6, 7, 8. Và nhịp thứ 8 này chúng ta sẽ khiến mũi và chân phải như thế này. Rồi, bây giờ mình sẽ làm lại câu số 3. Câu số 3 này kết hợp với tay luôn. Cuối câu số 2 chúng ta có tư thế như thế này. 3, 2. Nhịp thứ 2, chúng ta sẽ chống tay trái ở hông. Tay phải chúng ta sẽ đưa lên cao và chết về phía bên phải của mình. Nhịp thứ 3, 3. Chân phải ở trên thì tay phải chúng ta sẽ đánh sang bên trái. 4. Chân trái sang ngang thì tay phải sẽ chết sang bên phải của mình. Nhịp thứ 5, 6, 7, 8 chúng ta sẽ đi lùi xuống phía dưới, bắt đầu từ chân trái và đồng thời với tay phải chúng ta sẽ đẩy sang trái, sang phải, sang trái rồi sang phải. 5, 6, 7, 8. Đây, kết thúc câu số 4 như thế này. Và nhớ lúc này chúng ta sẽ thấy là cái chân phải của mình ấy, nó ở tư thế kiễng mũi bàn chân. Bây giờ mình sẽ thực hiện lại câu số 3 lần nữa này. Câu 3. 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Rồi, bây giờ mình sẽ đi lại từ câu số 1 cho đến câu số 3 lần nữa nhé. Câu 1 này. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Câu 2. 2, 2, đi lên, tay đưa lên. 3, 4, đi xuống, tay đưa xuống. 5, 6, 7, 8. Câu 3. 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tư thế này cuối của câu số 3. Câu số 4, chúng ta sẽ có 2 lần quay. Lần quay thứ nhất chúng ta sẽ quay về phía bên phải của mình góc 90 độ. Bắt đầu từ chân phải. Và lúc này cái tay của chúng ta sẽ đưa xuống phía dưới, xòe sang hai bên nha. Rồi, cuối câu số 3 như thế này. 4, 2, 3, 4. Đấy, nhịp thứ 4 này. Nhịp thứ 4 này chúng ta sẽ kiễng mũi bàn chân trái. Được chưa? Rồi, bây giờ lần quay thứ 2 chúng ta sẽ quay về bên trái của mình một nửa vòng, nghĩa là một góc 180 độ. Rồi, bắt đầu từ chân trái, chúng ta sẽ dập cả bàn chân trái xuống đất. 5, 6, nó quay về đây này. 7, 8. Đấy, là chúng ta có mặt ở tường bên này. Được chưa? Để chúng ta sẽ đi tường này là tầng số 2 đấy. Rồi, bây giờ mình làm lại câu số 4. Câu số 3 như thế này đúng chưa? Câu số 4 này. 4, 2, 3, 4. Rồi, xoay lần tiếp theo về bên trái, nửa vòng. 5, 6, 7, 8. Bây giờ mình sẽ đi lại toàn bộ 4 câu này ở tường số 1. Câu 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Câu 2. 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Câu 3. 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Câu 4. 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Và bây giờ chúng ta sẽ thực hiện 4 câu này ở tường số 2. Câu 1 này. 1, 2, 3, 4,
90 độ. Rồi bây giờ lại quay về phía bên trái góc 180 độ, nghĩa là xoay một nửa vòng này. 5, 6, 7, 8. Chúng ta sẽ thực hiện 4 câu này ở tường số 3. Rồi câu 1 này. 1, 2, 3. 4, 5, 6, 7, 8. Câu 2. 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Câu 3.